Chơi bả mở nào mà mình là bên này thôi đây bạn, chào mừng bạn và lại kênh mình hôm nay được chơi nha, Gonin The Last Samurai nha bạn. Đúng vậy thì mình đã đến màn 4 bạn, đây là màn 4 bạn đó. Thì màn này chỉ có 10 màn nữa bạn, nhưng mà mỗi màn sẽ được chia ra thành cách quay thôi bạn. Đúng vậy, các bạn mà không giết xong địch trước khi hết thời gian là sẽ có thêm địch xuất hiện để mà giết cho bạn thôi bạn đó, rất là khó luôn bạn đó. Thì mình đã tốn có nhiều thời gian để mà vượt qua được màn này thôi bạn đó. Nên là mong bạn hãy thích video nha. Đó, đây. Ok, ta đã vượt qua đường mà ái một rồi thưa bạn. Ok, sẽ chọn gì đây? Cái này đi. Dạ, mày không biết mình vừa chọn gì luôn. Vậy thật ra mình chọn đại bạn, mình để ba ngón tay ra mà hình ngoài mình chọn các bạn. Ok. Yeah. Bạn nào mà chơi game này mà kiểu như là chơi lâu mình á, muốn hướng dẫn mình thì cứ thoải mái bình luận nhé. Mình thì chỉ mới chơi được vài trò này được khoảng vài ngày thôi à, chưa lâu đâu nên là vẫn còn bỡ ngỡ thưa bạn. Ok, nó tiếp tục nữa bạn. Let's go. Ok, ta lại gặp mấy con cóc những giả các bạn. Ui trời ơi, ui trời ơi. Như vậy nè, đánh mấy con cóc này chóng mặt quái nồi luôn. Vừa phải để ý mấy con mà tóc biến đến mình, vừa phải để ý mấy con ở gần mình. Ok. Cái mà này nó sử dụng mấy cái vũ khí tầm xa rất là nhiều nha bạn đó, từ súng tới pháo, nên là bạn hãy nhớ cẩn thận nha. Ok, cái màn này mình khiến bạn nên là nâng đủ giáp và máu của bạn, chỉ cho nhân vật của bạn trông nhất có thể. Tại như nãy mình đã nói, màn này có rất nhiều những con sử dụng vũ khí tầm xa của bạn đó, nên là tốt hơn hết là nên nâng giáp và máu của bạn đó, thì có gì nếu như mà nó cứ bắn trúng mình thì bạn sẽ không bị gục ngay của bạn đó. Và chế mà nãy bạn cũng nên sử dụng cái thanh kiếm ngắn nhé bạn đó, thanh kiếm mình đang sử dụng á, tại vì cái thanh kiếm mình có khả năng lướt thôi bạn đó, có thể dễ dàng chứ cho địch không thể tấn công hay là sử dụng bất kỳ một chiêu nào trong vài giây thôi bạn đó. Ok. Này cũng như bạn thấy, mình đã không giết được ba con quái đầu trước khi mà hết thời gian, nên là đã có thêm ba con nữa xuất hiện nữa bạn đó, rất nguy hiểm. Ok, dễ dàng luôn, tuyệt vời. Tiếp tục nào. Mày ra gặp ninja và ông thầy tế của mình đó. Ui trời, ui trời. Mấy thằng ninja nó mà nhảy lại về sau khoảng hai bậc là bạn biết là nó chuẩn bị sử dụng chi tiêu á. À đồng quá bạn ơi. Đó là vì mình đang bị hồi tụi nó hồi đồng. Rồi bị ném bom, rồi bị chém. Sao đây? Trời ơi. Ui ui. Mình loạn quá. Mình không có lướt hay đỡ được các bạn. Thank you.
ok, ta đã qua được, cho tôi chơi chứ. Ok, let's go. Đây, đây bỏ cô em ta bạn. Cha này đánh rất là nhanh nhé bạn. Đánh nhanh nó mất mà dự bạn có đỡ là anh xài thành nó cũng không thể nào đỡ hết được hư bạn. Anh vậy nên khi đánh với hành này bạn nên nâng đủ nhiều giáp và máu lên nha bạn. Tại nói thiệt bạn, mình đã gán xem chiêu của thằng này kia để mà mình đỡ hết rồi, nhưng mà dường như là không thể nào đỡ hết được cái kẻ chiêu đó bạn. Nó tốc độ đánh nó quá nhanh luôn bạn, không thể nào mà đoán chứ được hết. Mình chỉ học trường mới học được vài combo đó thôi, nên là vẫn chơi thế nào tự đỡ hết được các bạn đó. Hay xui lắm đỡ được một hai cái thôi bạn. Trời ơi. Nghe hành này à, kiếm như một hiền xạ các bạn. Nó thấy người ta cầm kiếm mà đến chém nó lại sẽ dùng súng của mình, nó rất là khôn. Rồi, à, bạn như bạn thấy nó đánh người loạn xạ các bạn. Không thể nào mà đỡ hết được. Có đỡ chứ đỡ được mấy chiêu đánh nặng nó thôi, còn mấy chiêu đánh nhẹ thì sự không thể nào mà đỡ hết được. Ok, còn mấy con này mày chọn hay chết tao mày. Ok, nó sắp chết rồi. Ui trời, không thể nào đỡ hết được các bạn. Sao cho kết thúc rồi, vài nhát nữa thôi, let's go. Mày một nhát nữa rồi xong. Ok, thế là đã xong thôi bạn, bao khâu là ok đến đây thôi nhé bạn. Mình biết video hơi ngắn nhưng mà do chưa qua được bài kia chỉ đến đây thôi đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, bạn nhớ like, subscribe, ấn chuông để như là nhớ nhất, hẹn lại bạn trong video tiếp theo. Bye bye.